Bố mày ăn rồi. Trưa. Các bạn ăn cơm như mình nhé. Hôm nay ông bà ăn cơm trước, còn trước thì hai vợ chồng cố đi nhé. Học buổi sau.
chúng ta ăn cơm rồi.
dùng cao cò là ngon nhất đúng không? Thời gian này là mùi ngoài người cắt đang là mùi thu tươi sấy lạnh ăn cơm nóng với các cơm cá kho ngon cũng là nó rất là vào cơm mà. Này nó lạnh, ăn cơm ăn những món nó đậm đặc ăn ngon. Mùa này bạn những món luộc cũng thích mà ăn cơm không đậm, những món ăn đậm. Đừng đói, ăn ngon. Ngày 12 giờ trưa mới được ăn cơm trưa các bạn. Cá kho này, vị cà chiên, canh cháo cải. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video này đây. Chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.